Và kính thưa quý vị, một người phụ nữ thiệt mạng vì bị sư tử tấn công, tin từ Fresno. Một sư tử được nuôi trong một công viên động vật hoang dã ở gần thành phố Fresno, California, đã giết chết một nữ nhân viên thực tập 26 tuổi của công viên. Quan chức của công viên nuôi động vật hoang dã Cat Haven đã không có mặt để phát biểu, nhưng theo truyền thông địa phương thì nạn nhân bị tấn công khi bà vào chuồng chứa sư tử và sau đó cảnh sát đã nổ súng bắn chết chú sư tử này. Rất nhiều thông tin chia buồn được viết trên trang mạng Facebook của công viên, với một người bày tỏ sự mất mát của nhân viên nạn nhân cũng như của chú sư tử. Cảnh sát cho biết họ dự tính giải phẫu khám tử thi sư tử để tìm hiểu xem nguyên nhân làm cho chú sư tử tấn công người nhân viên không may mắn này.